ăn quả luôn là vãi nồi vậy. Úm ba la, lôi nhà được quả lửa đi cho bằng bạn bằng bè là úm ba la. Thấy bắn 5 quả một lúc. Sao bây giờ nó không, sao bây giờ nó không bị lỗi bắn 2 ra 3 như ngày trước nhỉ? Ồ, ngày trước bị lỗi của đấy á. Ừ, ngày trước Lộc nhặt được 2 và lại gần bắn ra nó ra 3 súng tính, à 3 hòm tính luôn mà. Hồi đấy Linh còn chưa chơi. Ôi what the fuck, mình cầm súng trên tay ạ. À. Linh bắt đầu chơi game này từ mùa mấy? Khoảng mùa 5 rồi. Ê Lộc ơi. Ừ, đấy hồi đấy là Lộc đang chơi mùa 2, mùa 3. Bắn 2 và lại gần là ra 3. Ra 3 tính nó bị lỗi sao? Đây, ơi. Bảo. Nhìn thấy tay Lam cầm súng không? Đâu? Là chiếm ngưỡng ngay nào. Đó. Bắn thử bố cái bắn AK. Trận này bắn AK đi. Mình không bị ngã đâu, mình không bị ngã gục bởi bạn đâu, bạn yên tâm. Ơ, ờ, con tiếng súng. Tôi bắn đây. Ui, bắn chủ đích thì mà bay qua cả tai này mày. Thôi đi ngồi Việt Nam lâu mọi người. Ui, con xe ngon đẹp nhỉ. Đấy. Ui, con xe này mà trụng chó vợt thì thôi. Mọi người bảo vệ lại. Nhớ like chia sẻ cho mình nha. Có gì đang bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho mình một cái thôi. Xin lỗi bên mình nhá. Lên 700 sắp rồi. Nam cả Linh đi ai có nhóm chạy trước xin nhá. Anh em tập trung đâu bạn Flegan à, tập đi thằng bảo đi gì tập trung đâu nhỉ? Ừ, ra bờ biển đi, bờ ở đấy có cái nhà khu biển ấy. Nhà đấy tờ mộng vãi nổi. Chuyện tình bốn thằng đàn ông. What? What the fuck? Cho nó vào nó chiếm. Mai mình đổi lịch sang cuối cùng của ngày mai. Anh 5 cái, bãi trưởng. Hôm nọ đi cướp 5 cái, hôm nay thì có hạt 5 cái để bắn. Và anh nha, cả team bây giờ, tất cả các team nó ồ hết về đây xong là clear nhau. Bắn một phát cái top 1 luôn nhở. Được, oh, được. Sẽ quá này. Dễ quá. 30 người chứ nhiêu đâu. Tí nữa anh hát. Kéo ơi. Chia nhau nhá, ai xuống nút trước, Linh chờ. Ôi chết rồi. Định mày xuống nút trước đi. Linh xuống cho nút trước. Nút luôn. Mình nằm gọi ăn thuốc giá vờ té được lúc trước. Ui cái thính này đúng mấy gọi là yêu thích luôn. AUG mới ốp có 3 cái rồi nhanh anh, nhanh rồi lên cam đi bạn. Là giả vờ thôi. Ủa sao tôi xong chưa? 3 cái rồi. Xong rồi. Có 3 cái là sao? Yên Nam 1 quả rồi. Lộc 2 quả rồi. Tôi 2 quả. Lộc chốc mẹ có quả nào. Đến là tôi vừa bắn rồi không? Đây, còn hai cái chơi trên có người, đây. Có người. Đâu. Thấy. À, mấy con lợn này. Enemies ahead. Mày chết. Lag à? Cũng mà 4 băng à? Oh. Để tôi lại tôi lúc cái thế này đã. Nó đâu vậy? Không thấy nè. À rồi, thấy. Mọi người cứ bắn đi nhá. Hello my friend. Ui đồng thọ. Không gà được. Rồi ra kêu làm chỗ này thoải mái. Sao mất rồi. Má mình cũng có scope cho nó get off ở đầu. Hướng nào vậy? Bạn chấm con đá không? Hướng 120. Con đá này. Nó nhìn thấy mình nhưng không bắn được mình. À đây rồi. Làm gì làm. Vãi trong luôn ạ. Mình vừa mới ngò mặt lên. 4 khó bắn thế. Hướng có 3 này. Mình lấy scope rồi. Vãi cả áo con loot. À. Đóc rồi. Đầu nhờ. Trên đồi hướng chợ hướng 10. Cái thính này thì đúng tất nhiên là rất nhiều người ngắm nghía rồi. Nam thấy là Lam mà thề của Út phải làm cho đúng một viên kìa. Đâu rồi? Đâu có thấy đâu, không thấy đâu. Trên đồi kìa. Thấp quá mình. Có làm kìa. Không thấy luôn, thấy là nó chết. Bạn đen rồi. Bạn đen lắm. Bạn cướp phải nhầm đội rồi. Bạn chơi bạn đi cướp thính bạn phải xem bói cơ, xem là hôm nay nên cướp chỗ nào. Xem ngày đúng bạn. Rồi. Bạn không xem ngày rồi. Bạn phải cướp phải là lý. Phải là đúng đội cướp chuyên nghiệp hơn nữa cơ. Đội này chuyên cướp. Bây giờ vừa đi cướp thính lại phải đốt cả phong long nữa. Làm này đâu á. Làm cái lồng ra trên nô này.
tưởng đi. Này táp người yêu ghê nhỉ. Đi Linh nào, đi Linh ơi. Có ai dư sở cốt thì ngon ngon không? Có cốt 4 không? Có 4 tôi vừa ném ngoài kia mà nó chính ấy. Đây lọc nhặt xem này. Có xe 4 chỗ này. Sao lần AR ai còn không? Let's go. Move. Mỗi thằng một con đi trộm chó lẹ. Xe này. Nghe nhìn quả lốp ngầu vãi nổi, lốp trước lốp sau nó không kiểu nó sau le nhìn nó ngầu vãi. Wow, một team. Từ dừng chỗ nào đẹp vào. Đây, dừng chỗ này này. Chỗ này. Em cứ lên ở trên này mà bắn nó phê này. Có một tên này sao ấy? Không. Linh nhìn thấy ít nhất là 2 thằng. 3 thằng. Nó nằm. Một viên. Nóc một. Ui Lam ơi, còn một thôi. Để. Ui. Ủa chết mẹ. Lam gạt hay là clear vậy? Một team cho tôi. Báo thẳng xin tảng đá bạn đây. Okay. Đâu tảng đá nào? Enemies ahead. Tảng đá công giọt này thôi. Đây rồi, đấy. Nhanh, núp sổ. Không sao. Thằng sau xe yếu đấy. Enemies ahead. Hay lắm. Bạn nó luôn đấy, chứ không phải là team khác đâu. Thằng đó tôi knock, thằng đầu tiên tôi knock, tôi lại nghe bọn hai team. Cái chỗ này một team, cái chỗ mới ông một team, tôi lại tưởng cái thằng này là của cái team chỗ đó. Nè, nó đằng sau ba thằng, hai thằng nó lên. Mẹ thằng Cường nó nói vậy là mình hốt, mình méo bắn được. nghe gì thì nó lại thắt người tôi, may mà chui. Đây, đi ra, bắn lổ xe, Linh ơi, đi ra. Mẹ nó lổ, nó lóc bùm ta. Bùm mới thế. Bùm mà. Mình nhớ bùm. May quá mình chui gốc cây này mình sống. Ôi, cốp 8 không nhỉ. Bay rồi. Ê, thằng này lại có Flaygun nè. Ui, luôn nắm Flaygun này. Cốp 6 này cần thôi. Ui, chắc này dài thật. Chắc phải lấy găng của à, nó vừa bắn mà, có một thằng vừa bắn ở đây xong đúng không? Vừa có một à kia. Đúng, 8-5 anh em ơi. Đi cướp. Đi ra lấy con XC thôi, chó bạn đây. X quyết đây. Lọc cái X đâu Lọc? X Exciter. Đi xe với Lọc đi chứ đi này buồn lắm. Hướng nào Linh? Hướng 8-5. Bây giờ khoảng 70 ở cái tầm. Một lái mượt đấy, mượt. Ui, tỉnh bệnh bắn như kia thì ai nhặt. Ui, có người này, nào vậy ạ? Đằng sau, Ui, trên đồi có. Ui, đây là khoai này. Kệ bạn ơi, đây, nó trong tròi là một thằng. Nhảy xuống rồi. Lóc quá rồi, không có thằng gần mình. Xoay sau đầu có xe công xuống ấy. Enemies ahead. Thằng bọn mình mà nó chạy có một này rồi. Bắn lùi mình cắn. Lốc 3 thằng ở đây rồi. Team Nhật Thính 3 thằng rồi. Ừ, đây đang tìm thằng cuối đây. Đây thằng cuối đây. Lốc thêm một thằng ở trên hướng F. Xe tới. Tìm xe. Tìm xe, lốc thằng đấy rồi. Lốc một thằng. Ôi, nó gạt ở Linh rồi. Rồi, hết rồi. Đi trong nhà. Không, đây, ở ngoài này. À, đang nghe, trong nhà này. Nằm. Cả hộ. Vẫn nóc. Ủa ôi, vẫn còn thằng nữa, tưởng một thằng cơ. Nghe đồng vãi trưởng ạ, được bây giờ đấy 3 team. Hai team nhỉ? Ba team. Cái trận này tiếng game của anh bị giảm. Hai bom đấy. Con ma hình như con ma đúng không? Không, làm từ ném một tiếng kia, rớt rồi. À đây, cái phần này bọn này bắn. Ê, một tiếng công vào, hướng 200. Bên nhà bên dưới. Nhà bên dưới, à rồi, hiểu. Thấy được. Tí tôi chết ạ. Tầng 2. Thằng yếu lắm rồi, Nam ơi, cái siêu phẩm yếu. Một đầu mới cả mấy viên mini của ai. Tôi, của tôi. Xong rồi. Ôi, cái thằng nhóc bạn ơi, kịp.
team mình có công. Các bạn lại đi cướp nhầm rồi. Bên này có 4 xác này, cần đồ con lấy này. Bắn hay đấy anh em, lai đi. Lai cho mình đi. Linh bị cái em mất 2 mạng ấy. Chỗ này tổng cộng là Linh nốc đến hình như là mấy thằng nhỉ? 6 thằng à, 5 hay 6 thằng gì đấy cơ mà. Ok, bạn ơi. Bạn ơi, xe tôi sụp chó mình đâu. Đi, 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 đi. Ông người chỉ là mơ ước à, ừ. Này, mấy bạn ấy chắc ở Bochiki hết à? Bữa nào đi, bữa nào anh nghỉ bữa rồi anh em cho Linh thử cảm giác chuyên nghiệp phát nào. Là chuẩn bị nữa, chuẩn bị nào, chuẩn bị ờ, đúng, đây, đây, ra đây, ra đây, chạy cùng lúc xong rồi. Ra đây, ra đây, xuống đây. 1, 2, 3, đi luôn. Đi, 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 đi. Đây sẽ là màn đua xe đỉnh cao. Đi sát, đi gần vào nhau, đi gần. Đi gần vào nhau xong đội cùng nhau cơm. Về nhỉ. Yuhu. Không được 2 vòng. Sướng vãi nổi anh em ạ. Đây, tiếp, 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 chết rồi, chết rồi. Tiếp. Đây này, cái dốc này cao này. Anh em dừng lại rồi đi chung một mẹ. Một tơn nữa, thì nó bay chung được. À, chung một tơn nào Lộc ơi. Lộc ơi. Được 2 bóng nhỉ, à, nick được. Bay lại đây đi, hai người dừng lại rồi đi chung một tơn. Bay, hai, bay. Hai này. Có những văn quang nhỉ. Sang rồi. Sang rồi. Đi đi vô đây chụp sang vào nào. Bác Ghi này. Ờ ừ, đấy có Bác Ghi nạ rồi. Ngoài đỗ đâu được nè. Em còn 5 thằng nó nằm như kiểu là à, nhà bên kia. Trời ơi bạn làm gì? Vậy ghê thật lúc. Công nghệ một vậy sẽ kích ghê vãi nổi. Thôi ta bắn đi bạn này. Một lần thôi. Đi mà. Bạn ơi. Anh ơi, anh ơi. Đừng mà anh ơi, thỏ ra bắn em đi. Chỗ phòng anh luôn. Nó đi gấp thỏ ra. Ôi vãi trời, nó cứu rồi à. Tầng mấy đồng ơi? Tầng 3. Chặt luôn. Chầm máu nhà thằng còn chầm máu ấy. Ờ, ba nam nha. Bên trái còn chầm máu hả? Vừa Linh nghe có thằng nào bỏ gạt luôn. Ừ, mình đã gạt bạn luôn. Nó nhảy ra nam ơi. Mình đảo thế mà vẫn lặn. Kia. Còn thằng chỗ nam nữa. Sao đi rồi, xong rồi. Này cái này rõ ràng. Không hề nghe một tiếng chân luôn ạ. Vãi cả trường tối này âm bình thế. Ngồi im. Ừ. Hai đi buổi mới được không? Có một người kìa. Mấy này á? Mình tưởng có một. Đâu rồi, Exciter. À đây, ra đấy có Exciter của Lộc. Team này kêu gạt luôn ở căng vậy. Gạt luôn, mình gạt bạn luôn. Ừ, nhớ la cho anh ơi. Ý là ông kia bật Big O bảo là gạt luôn á. Ừ. Nó xa gạt quán luôn đi. Ê, gần được 6 trận. Gần nó chạy ra gạt hai người nữa. Gạt quán không đó. Không tương tiếc. Chia sẻ cho mình nhé. Sau chừa nhá, đừng có ngủ gật trong giờ học thế này. Trong trường thế này. Các chú mệt lắm. Nhưng mà Linh không làm nhiệm vụ xe máy ấy, nhưng mà Linh vẫn nhận toàn bộ những cái gọi là cái đồ mà nhận được trong event đúng không? Ừ, cũng nhận nhưng mà cũng chả biết đồ gì, bình xăng à? Bình xăng hay cái gì? Đúng rồi, bình xăng. Ừ, ông xem có bao nhiêu bình. Có 70 bình hay sao ấy. Ui vãi lịch. 70 đợt. Bây giờ làm phát là được luôn xe đấy. Thế à? Ok. Kiểu mình dạng như mình đổ xúc xắc. Đây Linh ơi. Đâu con 75. À thấy rồi. Mình 7 ốp. 7 ốp xem thằng nào 7 ốp nhá. 7 ốp. Ui xịt rồi. 7 headshot đi, phải 7 headshot. À nó xuống cái trúng rồi. Đỉnh mạnh. Con nhìn nó chạy như bot ấy nhỉ. Bạn ơi. Kìa bên phải kìa. Đâu. À thấy rồi. Nằm rồi. Đách nhìn thấy không? Kéo chết bò này, chả bố đâu liếm đâu. Kìa chạy bò. Ui không trúng. Không trúng. Vậy vào người vãi nổi. Nhìn Ninh à, Nam cứ ngắp đầu kìa. Ờ cảm ơn Bobo Gaming. Người tí anh xem này các bạn. Ờ mình bắn cái lọc. Đâu đâu, đổi kiểu gì,
bạn vào cái hình bắt game.